Ngày 7 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận đấu lượt về với chủ nhà Nepal trong khuôn khổ vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Thanh Nhã khẳng định quyết tâm giành chiến thắng của toàn đội. Ở trận đấu sắp tới thì mục tiêu chung của toàn đội vẫn là giành chiến thắng để giành vòng đi tiếp vào vòng sau. Còn mục tiêu riêng của em sẽ là cố gắng hết sức mình, nếu mà được ban huấn luyện tin tưởng thay vào thì em cũng nỗ lực cũng như là chiến thắng 5-1 trong trận đấu vừa qua giúp cho các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung có được lợi thế lớn trước trận lượt về. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì cường độ tập luyện cao và sự tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai. Buổi tập chiều nay của đội tuyển nữ Việt Nam diễn ra trên sân vận động Army Headquarters. Đây là sân tập được ban huấn luyện và ban tổ chức địa phương thống nhất sau khi tính toán các yếu tố về vị trí và di chuyển, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ tập luyện và duy trì trạng thái tốt trước trận đấu.